Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Vâng, hôm nay ở bên Mỹ thì rất là lạnh. Cũng như là ai mà đã dõi theo cái drama sóng gió gia tộc Hồng Loan, con của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thì chúng ta phải giữ một cái đầu lạnh, lạnh như thời tiết bên Mỹ vậy. Nhưng mà trái tim thì phải ấm áp, phải biết thương yêu với nhau. Mặc dầu ngay đến cái giai đoạn này cũng có vài YouTuber quay xe, nhưng nó không đáng kể. Thật ra, theo tôi quan sát thì cho rằng là 1.000 YouTuber ở trong nước và ở ngoài nước nói về cái vụ sóng gió gia tộc thì chỉ có đếm trên đầu ngón tay có chưa tới mấy người quay xe với lại Hồng Loan. Còn tất cả thì vẫn giữ một trái tim ấm áp và cái tình thương bao la đối với lại giọt máu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Gần đây thì chúng ta cũng thấy cái cô Misen khi mà quay xe, thay vì quay xe trong một cách im lặng, và cô cũng đã từng nói rằng thôi, không nói tới Hồng Loan là được rồi. Nhưng cô ấy lên những clip kêu tên Hồng Loan, nhưng không phải là kêu Hồng Loan, kêu bằng con Hồng Loan, kêu ni bằng con Mã Lai, và dùng những danh từ rất là khó nghe. Chúng ta nghe một đoạn này thì chúng ta cũng biết rằng cái cô này nó như thế nào rồi là các bạn. Cô ấy cứ trách người này, trách người kia, nói người nọ, nhưng không biết bản thân của mình cũng giống như Hồng Phượng mê, cứ lúc nào cũng đổ lỗi cho Hồng Loan, nhưng mà không biết mình làm sai và sai cái chỗ nào nữa. Tao mà nói là mày chỉ là nè em, mở miệng ra, bởi vậy học lại cái cách nói đi. Cách người ta, cái cách con người mở miệng ra nói nó không phải là như vậy. Chỉ có cái cách của những con wow wow á, nó mới mở miệng ra nói như vậy mà thôi. Cho nên bởi vậy, dạy đời là đúng rồi. Đó. Khi mà bất cứ người nào mà bình luận hay là trái cô ta, dĩ nhiên cũng có nhiều người, nhiều khi người ta nói rất là, tôi dùng tính chất là sát thương đi ha, người ta dùng mày tao mày tớ, thì cô ấy dạy người ta rằng là vô giáo dục, giống như là những con gâu gâu, rồi lôi tên cha mẹ, nói cha mẹ người ta không biết là dạy, cho nên mới sanh người ta ra và ăn nói như vậy, như là cái phường mà đầu đường xó chợ, đại khái là như vậy. Một cái con người ăn nói chuyện mất dạy như em thì biểu làm sao là không dạy đời, đúng không? Em mở miệng ra là anh mày tao mày tớ, đã nói rồi, cha mẹ không dạy hay sao? Hiểu rồi đó, không có dạy. Đó. Cô đem cha mẹ người ta ra, cô chửi. Cô lên mặt dạy đời người ta. Và dạy đời như thế nào, chúng ta tiếp tục nghe. Chứ nếu như có dạy thì em sẽ không có dạy rong như thế này. Đúng không? Không có dạy thì để bây giờ chị dạy em nè. Phải kêu chị, anh, chị, hoặc cô gì, chú bác gì đó. Còn nếu như mà chị nhỏ tuổi hơn thì kêu bằng em, chứ đâu có kiểu bằng... Theo những lời lẽ vừa qua, thì mặc dầu cô ấy xài... những cái từ ngữ nó hơi nặng nề, sát thương đối với người kia, nhưng cũng có chỉ bảo người kia rằng nếu mà những người lớn hơn thì chúng ta có thể kêu bằng anh chị, lớn hơn nữa có thể kêu chú bác, còn nhỏ tuổi hơn thì có thể kêu em út. Nhưng chúng ta lại nghe tới cái đoạn này thì nó lại bật ngửa luôn, nó khác hẳn hoàn toàn những gì mà cô ấy nói này nha. Còn cái kênh Trí Cảnh TV nha, chị kêu thẳng tên của em nè, nè em ghi chị lên trên đây rõ ràng là Hoa hậu Mi Xuân Thiện ha, em kêu thẳng tên tôi ha, và em đưa ra là trả hết những thứ rác rưởi cho cô đó. Những cái câu này là những cái câu xúc phạm tôi nói. Tại sao mà có một YouTuber trả hết rác rưởi lại cho Mi Xuân? Vì những lời nói áp đặt cho Ni và Hồng Loan. Mi Xuân đã lên bao nhiêu clip chửi Hồng Loan như thế nào, chửi Ni như thế nào, nhưng mà Hồng Loan có trả lời một câu nào không? Không, hoàn toàn không. Khi lúc trước á, đến với nhau bằng tình thương yêu chị em, và bây giờ tự mình hủy hoại uy tín và danh dự của mình, rồi bây giờ mình lại trách người ta là đồ vô ơn, ai ơn nghĩa gì đó đây? Mi Xuân Thiện đến với lại Hồng Loan, Mi Xuân Thiện đã từng nói khán giả của Mi Xuân bảo Mi Xuân hãy đến để giúp đỡ cho Hồng Loan. Chứ đâu phải khán giả của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đâu phải là khán giả của Hồng Loan đâu mà phải mang ơn.
chúng ta nói thẳng ra một vậy một 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 cách mà nó đồng nghĩa đi ha, cho nói kiểu mà sòng phẳng á. Minson đến cái drama này có lợi hay không? Quá lợi đi chứ nữa, vừa được tăng view nè, kiếm tiền rất là nhiều tiền nè, rồi được làm răng chả có 20% thôi. Như vậy không phải là có lợi sao? Vậy trong cái drama này ai có lợi hơn ai? Mà tại sao phải bắt Hồng Loan, phải mang ơn Minson Thiện? Biết bao nhiêu người giúp Hồng Loan đó, người ta có lên tiếng đâu, người ta giúp trong âm thầm, hoặc người ta có đến đó, người ta giúp đỡ ra mặt, nhưng mà không ai lên tiếng. Hồng Loan phải mang ơn của anh Hồng Loan, Hồng Loan phải mang ơn chú này cái nọ. Chỉ có mình cô này mà thôi à. Rồi chúng ta tiếp tục nghe nha. Nói cho em biết, em hãy gỡ bỏ hết tất cả những hình ảnh của tôi xuống nha. Nếu như mà em còn để hình ảnh của tôi lên trên kênh của em và em kêu tên của tôi đó, tôi đã lưu hết tất cả những hình ảnh đó. Bây giờ tôi thách em, nếu em dám kêu tên tôi thêm một lần nữa, em dám đưa hình ảnh tôi lên một lần nữa, em tin rằng là chị sẽ kiện em tới bến không? Thì bây giờ thì cái cô này cũng đòi hăm dọa hết, kiện người này rồi kiện tới người kia rồi kiện tới người nọ, y chang như là cô Sáu Bầu Hồng Nhung vậy. Ngày trước á thì ủng hộ khi mà còn trong cái team yêu thương, vì cô ấy đã làm lỗi khi mà đưa cái clip của cậu Sử lên trên không gian mạng. Từ đó bên Ni Hồng Loan và trong team người ta đề phòng cô này liền. Những cái gì mà bí mật trong team thì người ta nói là không được đưa lên không gian mạng, nhưng cô này tự ý đưa lên để thu hút khán giả nhằm câu view mà. Cô ấy đến với cái drama này, quý vị nghĩ rằng là vì yêu thương mà đến hay là vì cái gì? Cô ấy có lợi gấp trăm lần chứ không thiệt hại gì hết. Em dám thách chị không? Mày thách chị thêm một tí nữa đi Trí Cảnh. Bây giờ tới mày rồi. Mày dám lên trên mày kêu tên chị thêm một lần nữa đi Trí Cảnh. Hôm nay là chị không nói tới mày, cho nên là mày nghĩ rằng là chị sợ mày và không dám động gì tới mày, đúng không? Bây giờ nè, mày muốn định bợ mấy mẹ của mày đó. Đó thì mày qua đó định bợ, nhưng tao cấm mày kêu. Bây giờ tao, mày tao luôn à. Thật ra cái cậu Trí Cảnh này cũng đã nói rồi. Cậu thách luôn Minson luôn á, kiện cỡ cậu đi. Cậu ấy thách luôn đó. Có dám kiện không? Minson bây giờ hình như là khoan tưởng cái sức mạnh của mình. Đòi kiện hết người này, kiện tới người kia. Không phải một YouTuber mà ai của anh này cũng đòi kiện hết trơn á. Trong khi đó, thứ nhất, nói người ta là phải ăn nói cho nó nhỏ nhẹ, ăn nói phải đàng hoàng, rồi chửi người ta là thứ gâu gâu, cha mẹ không dạy này kia nọ. Rồi rốt cuộc cô ấy thì như thế nào? Cũng giống y chang như vậy. Nói câu trước chứ câu sau đá với nhau. Không giống chút xíu nào vậy. Ngày trước nhiều người cũng nói với nhau rằng Minson Thiện đến với lại Hồng Loan để giúp đỡ, ủng hộ. Nhưng mà cũng có nhiều người nghi. Người ta đặt nghi vấn cái cô này, cái drama nào cũng nhảy vô hết. Và cái khi mà đến với Hồng Loan á, nó không phải giống như là Nguyên Vũ, không giống như Ni. Tại vì chúng ta thấy là Nguyên Vũ đến với Hồng Loan bằng trái tim yêu thương thật sự, bằng một người anh mở tài khoản giúp cho Hồng Loan một cái cần câu để có cuộc sống thịnh vượng, có thể chăm sóc con em, chăm sóc gia đình, bảo vệ ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Ni đến với lại Hồng Loan như thế nào? Khi vô cho con nhà đó, cái nhà đó hoàn toàn trống lỏng luôn, cả cái tủ lạnh họ cũng dọn đi, cái bàn thờ họ cũng dọn đi. Có nghĩa là những cái gì ở trên cái bàn thờ để ấy thì sao rồi Kim Nga đòi để lại. Như lúc đầu tiên thì cô ấy cô nói cô xí, cái bàn thờ của tôi đó, tất cả cái gì cũng dọn đi hết, trong nhà hoàn toàn trống lỏng. Ni đến với Hồng Loan phải vừa bỏ tiền túi mua lại nào là tủ lạnh và những vật dụng ở trong nhà, rồi sau đó lại chịu những sự tấn công của phía bên Cần Cần, vừa mất thời gian, vừa nhức đầu, vừa hao tổn tâm huyết, vừa hao tổn kinh tế nữa. Nhưng mà người ta không bao giờ lên tiếng than vang. Đó mới là tình chị em. Còn Minson đến với Hồng Loan bằng cái gì? Đến để thu thập
thu tập cái thông tin mà thôi. Rồi sau nữa, dành những cái clip như là những cái clip mà người ta không muốn đưa lên trên không gian mạng thì Misen lại đưa lên. Chúng ta coi lại, sâu chủ lại coi Misen thiện đến với lại Hồng Loan không vì mục đích yêu thương, mà cũng chỉ vì làm YouTube mà thôi. Đừng có nói là mang ơn trong đây. Mấy tháng trời vừa qua khi mà còn ở trong cái team kiếm biết bao nhiêu tiền. Các bạn nên nhớ rằng tôi nói hoài à, ở bên Mỹ này 1.000 người xem là từ 2 đô cho tới 3 đô. Tại vì quảng cáo ở Mỹ nó mắc tiền hơn. Còn ở Việt Nam thì tính trung bình đi 1.000 người xem là 1 đô. Trong những clip mà Misen nói về sóng gió gia tộc và ủng hộ cho Hồng Loan, chửi bên cô Hồng Phượng cũng như là Kền Kền, cũng như là cái cô tiên áo ở bên Mỹ này, thì rất là được nhiều người ủng hộ. Một kênh cô ấy không dưới 100.000 người xem. Thì tất cả quý vị nghĩ rằng coi một tháng cô ấy làm biết bao nhiêu tiền mà nói. Ai mang ơn ai? Hỏi thử lại coi, cô ấy không có mất mát gì hết trơn á. Chỉ tặng cho Hồng Loan có đôi bông. Cũng là để PR sản phẩm của mình, tức tại vì Hồng Loan đem tặng cho Ni. Và không nói trên không gian mà không gian mạng biết rằng ở đây là đôi bông tai của Misen tặng. Thật ra cô ấy đã tính toán, sự tính toán khi mà đến cái drama này rồi. Chúng ta nghe tiếp cái cô này nói nè các bạn. Dạy người ta cho đã rồi bắt đầu cái lên nói chuyện như thế này đây. Tên của tao ra. Nếu như mày kêu tên của tao ra hoặc mày đem hình ảnh của tao ra đó nha, tao kiện mày tới bến, mày tin không Trí Cảnh? Mày tin không? Và tao nhớ rằng là hồi cái lúc mà thời điểm nào đó mày đã bị kiện hết một lần lên. Bây giờ thì Trí Cảnh thách đó, cứ kiện đi, sao không kiện Trí Cảnh? Cô này á là bị bên bà Sáu Hồng Nhung kiện mấy lá đơn thành guitar kiện. Rồi bên Hồng Loan có kiện hay không thì chúng ta hãy chờ xem đi ha. Tôi nghĩ rằng cũng có luôn. Tại vì một người là rắn hai mang mà. Quay đầu này chửi bên kia, quay đi đầu kia chửi bên nọ. Thử ra không bên nào tin tưởng được. Đối với cái loại người mà cái kiểu mà nắng sớm mưa chiều này đó các bạn. Kiểu bằng tắt nước theo mưa này là không có bạn bè nào mà dám đến gần hết. Và cũng không dám ai chơi hết trơn. Tại vì những con người này khi mà chúng ta đến với họ thì họ sẽ ghi âm, rồi họ sẽ lưu giữ lại những cái tin nhắn để sau này nếu mà chúng ta có làm trái với họ là họ tung lên mạng y chang như là Misen này đây. Khóc lóc xin tiền cộng đồng mạng để đóng 7 triệu rưỡi đó, mày nhớ không Trí Cảnh? Nhớ không? Và mày nên nhớ rằng hồi cái lúc thời điểm mà mày lên clip mày kêu tên tao nè Trí Cảnh ha, xin lỗi quý vị nha, tại vì cái này là tôi đang dùng từ nhất. Xin lỗi cái gì? Ở trên không gian mạng mà còn xin lỗi gì nữa? Nói ra rồi nói rằng xin lỗi. Giống như cái câu kiểu mà chửi người ta ngập mặt, chửi người ta kêu bằng là không còn cái từ ngữ nào để nói hết. Rồi sau đó nói câu tôi chửi rồi thôi, tôi đâu không nói gì nữa. Trời đất ơi, cái đó là khẩu nghiệp đó. Chửi cho nhiều vô. Bây giờ có đi làm việc thiện xây như là bằng núi đi, mà chửi người ta dùng những lời nói nó như vậy thì cái nghiệp của mình nó cũng tan hết trơn rồi. Kinh khủng lắm các bạn ơi. Tôi ngày xưa tôi không ngờ rằng khi mà cô này quay xe lại có những hành động và những lời nói theo cái giọng này. Nhân cái cảnh chỉ thẳng cái bản mặt của mày, mày gỡ cái hình ảnh của tao xuống nha. Mày kêu tao thêm một lần nữa mày ngon mày, mà tụi bay ngu đến nỗi mà tụi bay nhảy vô tụi bay nói rằng là con hờ lờ nó có nói gì đến tao đâu. Tụi bay mù, tụi bay không thấy nó là một cái đứa làm bào quạt đó. Cái con hờ lờ có nghĩa là Hồng Loan, tụi bay có nghĩa là tất cả những anh em YouTuber và tất cả khán giả từ trong nước cho tới ngoài nước, từ nhỏ tới lớn, cô này cứ bằng mày hết tụi bay, u mê tụi bay, mẹ của tụi bay này cái nọ, kinh khủng. Ấy rồi, nó không phải là một cái đứa ngu và nó không biết. Khi mà đụng chuyện bất kỳ một cái gì cái là lên khóc lóc coi như em không biết gì hết. Nó ngồi kế bên nó để cho người ta xúc phạm tao. Mà mày nói rằng nó im nó không nói gì. Ủa tụi bay là cái gì vậy? Tụi bay có đầu óc để suy nghĩ không?
hay là tụi bay chỉ là một cái lũ chỉ biết là chòm lên là wow wow thôi? Không, tụi bay một lũ. Cô ta nói cộng đồng mạng là go 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 và chỉ là một lũ hù theo mà thôi. À, chúng ta cũng thấy rằng, tôi không cần nói nữa thì quý vị cũng thấy cái thái độ của cô này như thế nào rồi, phải không? Sống ở đời không cần thiết mình phải đi thanh minh, thanh nga rồi giải thích mình là người tốt hay là người xấu. Thời gian sẽ trả lời câu hỏi bạn là người như thế nào. Cứ sống sao cho tốt, không hổ thẹn với đời là được rồi. Chỉ vậy thôi. Nhưng từ mấy clip vừa rồi thì chúng ta đã thấy cái con người của Mission rồi. Không ai đá đổ chén cơm của cô ấy, cũng không ai làm giảm uy tín của cô ấy. Chỉ có cô ấy là người tự hủy hoại cái kênh của mình, tự cô ấy là người ném mình xuống cái vũng bùn mà thôi. Khi mà trở mặt rồi á, thì cô ấy đối xử với lại Hồng Loan như thế nào? Cho đến bây giờ vẫn có nhiều người còn nói rằng Mission Thiện làm việc tốt, cổ làm việc tốt, lúc nào cổ cũng đưa lên trên không gian mạng hết và lấy điểm với lại khán giả, có nghĩa là ăn mày khán giả đó. Chẳng những gì, khi mà cô ta làm như vậy, nhiều người ủng hộ, nói cô ấy tốt và cô ta kiếm được rất là nhiều tiền trên YouTube. Các bạn hiểu không? Kiếm rất nhiều tiền trên YouTube. Không có cái nào mà cô ấy làm trong âm thầm nha. Khi cô ấy muốn làm cái gì là cô ấy muốn phô trương ra cho tất cả biết rằng cô ấy đang làm cái chuyện đó, cái chuyện đó, cái chuyện đó. Cũng như là giúp một bà mẹ nào mà kháng cáo lại cho một đứa con bị bắt đó các bạn. À, thì cô ấy cũng nhờ luật sư Vlog làm cái chuyện này. Cô ấy cũng lên trên mạng, đó là nhờ cô ấy thật ra. Tại vì người đó không biết gì luật pháp, không biết gì hết. Và lúc đó thấy cô ấy có cái lòng nghĩa hiệp ủng hộ cho những người mà thân cô thấy cô. Cho nên người ta mới nhờ thôi. Người ta hỏi có biết ông luật sư nào hay là như thế nào để giải quan dùm cho con người ta không. Đại khái là như vậy. Mặc dù được giảm án 2 năm. Nhưng mà cái cậu trẻ đó cũng bị đi tù. Thì Mission cũng lên trên không gian mạng rồi phô trương ra, rồi nói mình là người ân nhân, mình giúp đỡ này kia nọ. Thật ra cái người giúp đỡ, người ra tòa là luật sư Vlog thôi. Mặc dù ông ấy có lấy tiền phí, nhưng mà lấy với vấn đề mà tượng trưng thôi. Thay vì cô ấy phải nói rằng thật ra tôi phải khiêm tốn ra, phải nói rằng là thật ra tôi cũng không có làm gì được, tôi chỉ gọi cho luật sư Vlog, còn ra tòa và làm bất cứ chuyện gì đó để cho cậu kia được giảm án là nhờ luật sư Vlog. Mình phải khiêm tốn lại một chút xíu. Ở đằng này giống như là mượn qua kính Phật, tất cả công cán như dành hết. Cô ấy đến với bất cứ ai cũng có cái mục đích hết trơn á. Các bạn coi lại đi, sâu chủ lại tất cả các YouTube của cô ấy nói coi. Cái gì cũng có lợi cho cô ấy không à. Còn bây giờ thì thôi, chanh chua lắm, ghê lắm các bạn ơi. Kêu bằng chửi người này, chửi người kia, nghe đoạn nữa. Tôi nghe mà tôi nghe không dám nghe luôn á. Cái gương mặt ngày xưa nó thánh thiện lắm. Nó nhìn thấy nó cũng khi mà còn mà mình đi làm việc tốt các bạn. Còn khi mà làm việc xấu rồi, cái gương mặt thấy ghê lắm. Thôi chứ không biết nhận xét trong câu chuyện đó nó là như thế nào. Tao đã im tao không nói rồi, tao có đá động gì tới cái drama rác rưởi này nữa không? Mà tụi bay cứ nhảy vào hoài vậy, đúng không? Còn bây giờ tao nói tới cái kênh của Nhạc chứ. Nè, cô nói rằng cô không có động đến cái drama, mà dám nói là drama rác rưởi gì? Tại sao đó đến làm cái gì? Hồng Loan đâu có mời cô vô, mấy anh em YouTuber đâu có thỉnh cô vô đây đâu. Tự cô mang thân xác của tôi cô đến, rồi cô làm việc bậy. Người ta không đồng ý với những việc làm của mình, rồi mình tự đi ra, rồi bây giờ quậy vô đụng nước để trở vô lại nữa. Trong những clip mà không có nói về Hồng Loan, không có nói về drama này, cái sức view tụt rất là nhiều. Cho nên cô ấy thấy rằng nếu mà không nói đến cái drama này nữa thì sẽ không kiếm tiền được. Cho nên cô ta trở lại cái drama này nữa. Nếu mà cô ấy đi ra một cách âm thầm lặng lẽ, không có chửi bới Hồng Loan, không có réo tên ni, không này kia nọ, thì ai YouTube nào mà để ý tới cái cô này làm gì? Tôi dám chắc không có một YouTube nào mà để ý tới. Vậy tại vì cô ấy là cái người đầu tiên bắn phát súng vào cái team yêu thương, cho nên những anh em khác mới phản biện lại mà thôi. Giúp Phương nè ha. Trong khi đó là tao không có đá động gì đến mày nha. Chị nói thiệt là chị nói chuyện rất là thực sự, nhưng đối với tụi bay á, nếu như mà nói lịch sự có văn hóa, tụi bay sẽ không hiểu ha.
cho mày. Tôi không còn cái từ ngữ nào mà đã diễn tả cô gái này nữa chứ nghe. Bây giờ mới đây mới chính thật sự là mi sinh. Chính thật sự bộc lộ cái bản tánh của mình hàng ngày nè. Ngay cả đàn ông cũng vậy nữa các bạn. Có nhiều người lên trên đây họ rất bức xúc, họ manh động, nhưng mà họ cũng không có dùng những danh từ mày tao mây tới như cô này. Đó thiệt, cái thêm yêu thương ngày xưa đã khóa cái cô này lại là rất là đúng. Không cho cô này biết được những cái tin tức, thông tin nội bộ là rất đúng. Tại vì nó không có lợi cho vấn đề pháp lý và làm ảnh hưởng xáo trộn cái nội bộ này nữa. Nội cái mà cô ấy thâu âm lén Vũ Lưng, đưa tin nhắn lên, đưa những cái bất lợi mà Vũ Lưng nói với anh em trong đồng đội như thế nào, thế nào, thế nào, trong những cái lúc bức xúc đó. Vũ Lưng có thể thưa kiện cô này, nhưng mà chắc chắn có thể rồi. Có thể là Vũ Lưng cũng đã làm một cái lá đơn kiện cô này rồi. Chẳng những Vũ Lưng mà còn Hồng Loan cũng có thể, hay hoặc là Ni. Chúng ta chưa biết, chúng ta chờ đợi coi cô này lãnh bao nhiêu cái lá đơn của hai bên đây. Nghe một đoạn này nữa thôi, rồi là chúng ta tạm nghỉ các bạn ha. Mày ghi cái tiêu đề là Mi Sơn trở lại, sức chiêu, chửi tất cả cộng đồng mạng. Đúng rồi, còn gì nữa. Vì được cô Sáu rút đơn, giả bộ bệnh tật. Nè, cái này là đủ cho mày ru khống tao. Nha, tao cảnh cáo mày là mày nên tháo gỡ cái bài này. Hai nữa mày tháo cái hình ảnh của tao xuống. Chứ nếu không, tao kiện mày nếu tao... Quá kiện lắm. Y chang như cô Sáu, kiện hết người này, kiện tới người kia. Mình không làm gì quấy, mình không làm gì sai thì sợ gì? Tại vì mình có tịch, mình rụt rịch, mình làm cái gì sai cho nên người ta mới nói. Ở không gian mạng này á, người có người trí thức nè, bác sĩ, kỹ sư nè, rồi công nhân nè, rồi những chị bán rau ở ngoài chợ nè. Mấy chục triệu người ở Việt Nam, đất nước Việt Nam tổng cộng là hơn 90 triệu, nhưng mà cũng có mấy chục triệu người theo dõi cái drama này. Và người ta mong cái kết quả cuối cùng, và người ta nhìn vào, người ta nhận xét theo cá nhân của mỗi người. Nhưng mà đa số là nói cô Mi Sơn Thiện này sai không à. Chỉ có một người binh mà 1.000 người. Ngoài những cái mà người ta phản biện lại, có nhiều người người ta còn chửi cô này là vô giáo dục. Và trở mặt, rắn hai mang, đủ thứ cái danh từ dành cho cô này chứ. Như vậy mà mình còn không biết sai nữa sao? Nên lấy cái số đông. Không ai hùa chứ nghe. Tất cả những người YouTuber, người ta cũng nhìn nhận ra được đâu là sai, đâu là trái. Cho nên người ta binh cái lẽ phải mà thôi. Còn mình cứ quậy cho đục nước để trở lại. Khi mà trở lại cái drama này, thay vì mình đứng bên cái công lý, những cái gì mà đã qua rồi, mình cho qua luôn. Mình không nói tới. Hoặc là mình nói vấn đề khác. Đằng này muốn trở lại cái drama này, mà đem cái... con của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ra chửi. Nói con hờ lờ. Rồi con vô ơn. Thử ra nếu mà ai mà kêu Mi Sơn mà con vô ơn này, Mi Sơn cảm thấy như thế nào? Phải không các bạn? Còn nhiều cái để chúng ta nghe cái cô này nói lắm. Nhưng mà khi mà càng nghe đó các bạn, thì chúng ta cũng thấy rằng bản chất con người khi mà... nó tới cái mức độ mà lợi ích á, thì người ta sẽ bộc lộ chính ra trong người của người ta. Và chúng ta thấy rõ ràng những cái người này không phải vì yêu thương mà đến, không phải vì cái drama sóng gió gia tộc để bảo vệ giọt máu của cố nghệ sĩ ưu tú Chu Đinh, mà họ đến vì lợi ích của họ. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Đây cũng là một cái clip mà mình muốn chứng minh cho một số người còn nghe lời dẫn dắt của Mi Sơn. Mình không phải giống như Mi Sơn mà nói câu là những người u mê được không. Mình không nói gì. Mình muốn nói cho tất cả quý vị biết rằng khi cô ai này nói một đằng nhưng mà cô ấy lại làm một nẻo. Cô ta lên chửi hết người này, chửi người kia, chửi luôn cả cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng có người lớn tuổi lắm mà, có người đáng cha mẹ của cô ấy, có người đáng ông bà của cô ấy. Cô ấy cũng vẫn chửi như thường. Thì thử hỏi một con người như vậy là tự họ hủy diệt bản thân họ, tự họ đạp họ xuống vũng bùn. Phải không các bạn? Chứ không ai đập đổ uy tín của họ chứ. Chính họ chọn lựa mà. Vâng, xin kính chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe.
và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau.